Tuấn Lan, Cẩm Thúy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là phim ngày 14 tháng 2 năm 2020. Tuấn Lan nhà em xin giới thiệu một số mặt hàng phục vụ các bác. Em xin tự giới thiệu, địa chỉ Vườn Lan nhà em là đối diện số nhà 1010 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Số điện thoại để các bác đặt hàng là số điện thoại 0981550768 và số điện thoại 0817892229. Cả hai số điện thoại trên để các bác liên hệ đặt hàng. Hôm nay nhà em sẽ lên cho các bác một tiên châu Thái, mít rụt, bóc, hàng bóc nhá. Và một số hàng thuần. Hàng thuần thừa tại vườn nhà em đây. Hôm nay em sẽ lên cho các bác 29 mã đai châu Thái, mít xếp, rụt, hàng bóc, hàng Thái. Hàng Thái là nhiều màu. Màu là màu sổ số, gồm có các màu là đỏ đốm này, bông mai cánh viền này, hồng cánh sen này, cam lửa này, bò sữa này, màu sắc pháo này. Đây, em ở đây mặt hoa cũng còn một số cái mặt hoa đang tại vườn nhà em đây. Đây là màu đốm này. Đây là màu cam lửa này. Hoa nó cũng tàn tàn đấy các bác nhé. Đây. Sau đây em xin đi chi tiết vào từng đơn hàng một. Hôm nay em sẽ đánh mã T. Mã T để cho các bác tiện đặt hàng. Thì các bác khi các bác đặt hàng, các bác lưu ý nói rõ cho em mã số cây, mã và số cây và số tiền để tránh nhầm lẫn. Hôm nay em sẽ vẫn áp dụng đơn hàng bao ship cho các bác. Bao ship đối với đơn hàng là châu Thái bóc trụ. Còn các bác mà mua thêm những cái hàng thuần đủ tại vườn nhà em, nếu mà mua riêng thì em vẫn tính ship, mà mua chung gộp cùng vào một đơn châu Thái thì em không tính ship. Sau đây em xin đi chi tiết vào từng đơn hàng một này. Mít xếp rụt luôn nhá. Mã đầu tiên là mã T1, 10 cây 600. Ôi dồi, quá đẹp luôn ý. Hôm nay thì đơn nào cũng đẹp các bác. Này, hàng em bao đẹp nhân cho các bác nhé. Mút mít xếp rụt rịt luôn. Đấy. Mít xếp rụt luôn này. Quá đẹp luôn các bác ạ. Đẹp lắm ấy. Các bác thì nhìn thì yêu luôn. Xếp rụt rịt luôn. Mã T1, 10 cây, 600. Quá rụt luôn. 10 cây 600. Này, các bác nhìn này. Mã T2, em đánh mã T2, 10 cây 660.000. Em sẽ chia là nó có những cái mã cây nó to hơn một chút thì các bác thông cảm cho em. Đây, em chỉ quay tượng trưng cho các bác của hàng này em bao đẹp. Bao đẹp, bao lỗi lá cho các bác. Đây, hàng mít xếp rụt luôn nhá. T2 10 cây 660.000. T3 10 cây 730.000. Đây, nó cũng mít xếp rụt luôn các bác nhìn này. Đấy, em quay thử cho các bác xem. Mít xếp trông nó yêu không? Quá yêu luôn. Lá ngắn nhá, bảng to. Đấy. Này, yêu quá cơ chứ. Các bác nhìn này. T4 là 10 cây 750k. Đây, em quay tượng trưng cho các bác này. Mít xếp rụt chưa? Dễ ngon chưa? Đấy. T4 10 cây 750k. Quá đẹp luôn. T5 10 cây 700. Đấy, hàng xếp rụt luôn. Còn là các bác mà ở bên ngoài thì xem thì có mà chặt chặt lưỡi luôn. T5 10 cây 700k. Hàng quá đẹp luôn. T6 10 cây 620k. Đấy, xếp rụt luôn. Rụt rịt luôn, rụt hết cổ vào. 10 cây 620k T6. T7 10 cây 700k. Quá rụt luôn. Gọi là từ Tết đến giờ hôm nay em mới vớ được cái lô hàng nó rụt. Nó xinh như thế này. T7 10 cây 700k. Quá đẹp luôn. T8 6 cây 620. Đây em cái đơn này em ít cây em quay chi tiết cho các bác.
1 này, rụt chưa các bác? 1 này, 2 này, đã rụt luôn. 3 này, mít, đã mít xếp để còn xếp rụt luôn. 3 này, 4 này, ôi trời ơi, cây này này, bố đổi chưa? 4 này, 5 này, 5 này, 6 cây, 6 cây, T8 6 cây, 620k, quá xếp luôn. Tiếp đến em sang T9, 10 cây, 620k. Nói chung này các bác, em cho các bác xem tượng trưng như vậy thôi. Chứ còn hàng em bao đẹp cho các bác, mít xếp rụt luôn. Mít xếp rụt, đơn nào em cũng xếp rụt luôn, 10 cây như 10. 10 cây 620k, T9, T10, 10 cây 750k. Em cho các bác xem tượng trưng rụt này. Đấy, lá to chưa? Đấy, các bác nhìn thấy to chưa? Quá hành tráng, choáng tráng luôn đi. T10, 10 cây 750k. Tiếp đến T11, 8 cây 620k. Đơn này nó hơi to. 1 này, 2 này, xếp toàn xếp rụt luôn. 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. 8 cây 620k, đó là T11. Hàng em bao đẹp luôn cho các bác nhá. T12, 10 cây 780k. Cây này nó có một cái mã này, có một cây lá kẻ này. Đấy, các bác nhìn thấy lá kẻ này. Đấy. T12, 10 cây 780k. Hàng xếp rụt luôn. Em quay chi tiết. Tiếp đến là T13, 2 cây 850k. 2 cây thì trong đó có một rè 2 cây. Mít xếp. Bản lá rất cực kỳ to luôn. Một rè 2 cây này. Một rè 2 cây này. Xếp rụt luôn. Một rè 2 cây. Rè này bố đời luôn. Đấy, các bác nhìn này. 2 cây. 2 rè nhé, gọi là 2 rè 850k. Mít xếp luôn. T13. Các bác nhìn T13 này. T14, 2 cây 750k. Cũng là 2 rè đây. Cây thứ nhất đây. Mít xếp chưa các bác? Cây thứ nhất đây. Cây thứ hai gồm có một rè đẻ con, một mẹ một con 2 cây. 2 cây này đơn hàng T14 này là 750k. Đấy. Gồm có một cây nó một mẹ đem một con đây. Đấy. Tiếp đến T15, 2 cây 800k. Quá đẹp luôn. 2 cây này, cây thứ nhất này. Xếp chưa? Xếp đúng luôn nhá các bác nhá, bản lá rất to này. Cây thứ hai là cũng có hai mẹ con, một rè hai mẹ con, rụt rịt luôn. Hai cây hai đơn T15 này là 2 cây 800k, trong đó có một rè một mẹ một con. T16, 2 cây 850k. Cây thứ nhất này. Ôi dồi ôi, bản lá to chưa các bác nhìn này. Cây thứ nhất này. Bản lá quá to luôn. To chà bá luôn đây này. Đấy. Cây thứ hai cũng là một rè mẹ con, 2 cây. Hai mẹ con đây. Đấy. T16, 850k. Tiếp đến T17, 2 cây 780k. Cây thứ nhất này. Mít xếp nhá. Cây thứ hai này, đảm bảo cho các bác là mít xếp luôn, hôm nay toàn đơn mít xếp. Hai cây này T17 hai cây này 780k, lá to chưa các bác? Mít xếp luôn. Tiếp đến T18 hai cây 750k. Cây thứ nhất này, đấy toàn lá to thì các bác nhá. Cây thứ nhất này. Cây thứ hai cũng mít xếp. Mít xếp nhá. T18 hai cây 750k. Tiếp đến em sang một cái mã này nữa, T mã
mít xếp bé 10 cây T19 10 cây 750k. Mít xếp luôn. 10 cây T19 10 cây 750k. Tiếp đến em sang mã T20 10 cây 750. Đấy, mít xếp luôn. Rất là sung sự. Chúng cha chúng chín ý. Chúng cha chúng chín ý. Rất là đáng yêu luôn. T21 15 cây 620k. Đấy, 15 cây. Hàng bao đẹp luôn cho các bác nhá. T21 15 cây 620k. T22 10 cây 800k. Mít xếp rụt luôn. Mít xếp rụt. Cây nào cũng xếp nhá các bác nhá. Cây nào cũng mít xếp nhá. Cho nên là em không quay chi tiết. Quay chi tiết là đơn hàng nó quá dài luôn. Đơn hàng nó quá dài. Khi em dài quá các bác xem nó cũng chán. T22 10 cây 800k. Tiếp đến em sang T23 10 cây 800k. Ôi giời ơi, sao mà nó rụt như thế này. Nó rụt luôn. T23 10 cây 800. Rụt dịt nhé các bác nhé. Các bác nhìn rụt dịt này. Em mà dựng đứng lên thì nhìn thì đáng yêu lắm cơ. 24 10 cây 840k. Quá đẹp luôn. T24 10 cây 820k. Mít xếp luôn nhá. Hôm nay đảm bảo với các bác là mít xếp rụt dịt. T25 có một cây lá kẻ này. 10 cây 640k. Đây cây này, cây lá kẻ đây. T25 10 cây 640k. T26 15 cây 650k. Đây có một cây lá kẻ này. Đấy, cây lá kẻ này. T26 15 cây 650k. Đảm bảo với các bác hàng đẹp luôn, hàng mít, bao hàng mít, hàng đẹp luôn cho các bác. T27 7 cây 650k. Đây, cây này em quay chi tiết cho các bác xem. Cây thứ nhất này, rụt chưa? Cây thứ hai này. Cây thứ ba này, riêng về cái hàng này bộ rễ các bác khỏi phải lo đi. Cây thứ tư này. Cây thứ năm này. Cây thứ sáu này. Cây thứ bảy này. T27 7 cây 660k. Chết chà. T28 15 cây 800. Cũng có một cây lá kẻ này các bác này. T28 15 cây 800k. Rất là xinh luôn nhé. Và phiên mã cuối cùng của nhà em là T29 10 cây 800k. 10 cây 800k. Quá đẹp luôn. Hàng hôm nay các bác mua thì yêu lắm cơ. Em không bao giờ em gặp được cái mớ hàng là nó lại đáng yêu như thế này. Và sau đây có em xin giới thiệu, em vừa giới thiệu với các bác 29 mã hàng mít xếp rụt, bao hàng đẹp, bao hàng lỗi lá cho các bác, bao hàng xếp mít luôn cho các bác. Sau đây em xin giới thiệu một số hàng vườn thuần đang có tại nhà em. Và đây em xin giới thiệu với các bác đến một mặt hàng nữa, đó là mặt hàng đai châu Thái, hoa màu sổ số. Đấy, hàng đẹp nhá, rất là nhiều màu đỏ. Đỏ là đỏ sắc pháo này. Cây này cây 2 năm tuổi rồi. Năm nay năm thứ 3 rồi. Cây 3 năm tuổi rồi. Nó đã ra có hoa rồi nhá các bác nhá. Đấy, hoa này này, cúng hoa cũ vẫn còn trên đây này. Đấy, thậm chí có cây còn lá mít nhá. Rất nhiều màu đỏ. Mà cũng nói luôn là các bác nhìn TV thì cái cây này nó bé bé xinh xinh nhưng không phải to đại tướng đâu các bác nhá. Một bảng như thế này em bán với giá là 140k một bảng. Em ship từ 2 bảng trở lên. Giá trên là em cũng chưa có bao gồm phí ship nha các bác nhá. 140.000 một bảng. Chưa có phí ship. Đấy, rất là nhiều màu. Rất là nhiều màu. Đây là hồng cánh. À đây là đỏ sắc pháo này. Đây hồng cánh sen này này các bác nhìn đấy. Hoa màu sổ số đây các bác nhìn thấy chưa? Rất là nhiều màu sắc pháo này. Đỏ rực rỡ luôn. Đỏ rực rỡ luôn. Sơn Thủy Tiên. Sơn Thủy Tiên là
Em bán với giá 250k một chậu. 250k một chậu, giá trên cũng chưa bao gồm phí ship. Mà cũng nói luôn với các bác là mùa này sơn thủy tiên này bắt đầu vào mùa hoa rồi nhá. Đang có nụ về nha các bác nhá. Đây, mặt hoa nở tại vườn nhà em đây. Mặt hoa năm ngoái nở bói tại là vườn nhà em đây. Đấy, vàng rực lên thơm nức mũi luôn. Mặt hàng tiếp theo đó là kéo trắng tím. Kéo trắng tím em bán với giá là 280k một chậu. Một chậu gồm có 5 thân. Trung bình một chậu có 5 thân. Cái này cũng có cây nó có nụ rồi các bác nhá. Cái này cũng có cây có nụ rồi. Em bán với giá 250k một bảng. Một cái thớt gỗ này. Họ trên đấy họ cấy 5 thân. Đây này, các bác nhìn thấy nụ chưa? Được rồi. Đấy, các bác nhìn thấy nụ chưa? Đây, còn mặt hoa này đây. Hoa này thì quá sai luôn. Mặt hoa đây. Tiếp theo, em xin giới thiệu các bác mặt hàng nữa là mặt hàng sóc tím. Sóc tím. Một chậu này em bán với giá 190k một chậu. Một chậu này trung bình nó có 3 thân trở lên nhá. Một chậu trung bình nó có 3 thân trở lên. Về để các bác chỉ việc cho móc và treo cho chơi thôi nhá. Một chậu nó có 3 thân trở lên. Chậu nào 2 thân em sẽ bán rẻ hơn. Mà chậu nào 4 thân thì giá nó sẽ cao hơn. Trung bình 3 thân một chậu này. Đây, mặt hoa nó đây. Mặt hoa này cũng trực tiếp tại vườn nhà em đây nhá. Mặt hoa đây. Em vừa giới thiệu với các bác một số mặt hàng thuần tại vườn nhà em. Sau đây để em xin kết thúc video tại đây. Xin kính chào tạm biệt các bác.